Công thức để quan tâm ạ. À, công thức để quan tâm. Nhất là cự ly, nhì là cường độ. Nhất cự ly có nghĩa là gì ạ? Thì nó có một cái câu nói rất là hay mà sức mạnh của sự gần gũi. Sức mạnh tạo gần gũi tạo ra sức mạnh. Nếu mà các anh chị gần gũi với con mình nhiều lên, con của các anh chị nó sẽ rất là tự tin. Nếu các anh chị gần gũi với khách hàng mình nhiều lên thì khách hàng của mình sẽ sớm có kết quả và thậm chí đi bán hàng cho mình. Nếu các anh chị gần gũi với chồng mình nhiều lên, chồng mình sẽ yêu mình hơn. Các anh chị gần gũi với vợ mình hơn thì vợ mình sẽ sao? Cũng sẽ yêu mình hơn hay là sẽ chửi mình. Đúng không ạ? À, ghi câu này xuống ạ. Gần gũi tạo nên sức mạnh. Rồi, nhưng mà gì? Hôm nay làm, mai làm, mốt làm, bữa kia làm. No. Không bao giờ cảm tính hả? Phải làm nó liên tục. Và gì ạ? Hãy làm nó thành một quy trình. Và có một cái câu nói rất là hay. Đó là gì ạ? Quy trình là tài sản. Quy trình là tài sản. Những cái gì mà Quốc chia sẻ cho mọi người mà có bài tập hướng dẫn từng bước làm, đó chính là tài sản. Bởi vì đến với một người mà ngây thơ nhất cũng biết cách để bán hàng, cũng biết cách để xây dựng mối quan hệ, mà cũng biết cách để đưa họ vào kịch bản. Sau khi gặp xong, xin số điện thoại, số điện thoại xong thì gửi email, gửi đi tiết MS. Với MS xong thì kết bạn Zalo hoặc là Facebook, sau đó tặng quà để lấy thêm thông tin. Sau đó giờ gửi mail theo lộ trình. Nếu có công cụ thì công cụ tự gửi. Còn nếu không có công cụ thì mình gửi, mình hỏi thăm. Đó. Và ở trong cái cường độ này, các anh chị lưu ý như thế này nè. Trong vòng 3 giờ đồng hồ mà mọi người đang vui mà chúng ta không làm cái gì tiếp theo thì họ sẽ quên. Thì cái chế độ lãng quên của bộ não nó sẽ được kích hoạt sau 3 giờ. Ngày xưa là 3 ngày. Nhưng mà trong cái thời buổi công nghệ thông tin như này là kiến thức và nội dung nó đến hàng ngày, thì trong vòng 3 giờ là họ sẽ quên thôi. 3 giờ mà các anh chị không có cái action thứ hai, cái step thứ hai thì họ sẽ quên. Và nếu như họ đã nhớ cái step rồi thì trong vòng 3 ngày tiếp theo các anh chị phải có cái nội dung chăm sóc với họ tiếp theo. Đó là trước bán hàng. Được không ạ? Đó là trước bán hàng. Còn sau bán hàng thì cứ tối đa là tối thiểu là một gọi là tốt nhất thì là một tuần có một thông điệp. Còn nếu không thì phải tốt nhất là 3 ngày có một thông điệp. Tốt 3 ngày các anh chị đăng lên trên Zalo hoặc là trên Facebook một bài, hoặc là 3 ngày anh chị gửi một mail. Còn nếu mà các anh chị quá nhiều chuyện để nói thì cứ ngày đăng bài, hoặc là ngày đăng 2-3 bài cũng được. Thì đây là về giới hạn của người khác. Nếu trong vòng 3 ngày họ không thấy cái gì của chúng ta, họ quên chúng ta luôn. Nên là về sau khi mà gặp ai đó về xong thì trong vòng 3 giờ chúng ta phải gửi cho họ một cái gì đó, và trong vòng 3 ngày chúng ta phải tương tác lại với họ. Thì đây là một cái lưu ý trong cái việc cường độ. Tối đa là 3 ngày chúng ta phải đăng bài, 3 ngày chúng ta phải gửi mail. Mà thật ra gửi mail nó có một cái rất là hay. Các anh chị đăng bài lên Facebook, các anh chị có bực sợ người khác phán xét không? Chắc đâu đó cũng có, đúng không? Hạn chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn một tí. Nhưng mà các anh chị gửi mail, các anh chị sợ gì? Chả ai sợ cả. Tại vì các anh chị gửi trực tiếp có một người đó nhận à. Các anh chị gửi cho 10 người thì người kia cũng đâu biết là 10 người được nhận đâu. Đúng không ạ? Thì chúng ta không có sợ gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể gửi những cái nội dung, bất cứ cái nội dung gì. Thậm chí chúng ta có thể gửi luôn cả đời tư chúng ta cũng được. Có như là chuyện đời tư tích cực. Thì đây là quan tâm. Khi chúng ta quan tâm khách hàng thì thứ nhất là cự ly là quan trọng nhất. Cự ly ở đây nói một cách đơn giản là chúng ta hãy đưa họ vào một cái vòng tròn. Nếu mà chúng ta có thể ở gần họ thì quá tốt. Còn không thì ở trên internet thì chúng ta phải đưa họ trong một cái vòng tròn mối quan hệ. Chúng ta phải nhắn, có thể kết bạn với họ hoặc là gì, nhắn Zalo với họ vân vân. Và hãy hỏi thăm họ. Hãy hỏi thăm họ và lắng nghe những cái khó khăn của họ để xin thêm thông tin. Thì khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng ở đây thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta hãy ưu tiên những khách hàng hạng A để chúng ta chăm sóc.
Và chúng ta nhớ 3 ngày chúng ta hay nên hỏi thăm họ cái gì đó, hoặc là 7 ngày chúng ta hỏi thăm gì đó. Nếu chúng ta một mình, khi mà chúng ta có một mình chúng ta thì chúng ta dễ hỏi thăm. Còn nếu mà chúng ta có quá nhiều khách hàng gì như Motorola mà để cho work mà nhắn tin cho tất cả mọi người trong một ngày thì chắc không nhắn được. Thì đương nhiên phải gửi mail bằng mail cá nhân của mình. Rồi thì có một cái câu nói ở đây là: nhưng mà chúng ta gửi bằng cá nhân thì không có sự đảm bảo về chất lượng thì sao? Thì tất nhiên là chúng ta gửi bằng cá nhân để cho họ đọc email thôi. Còn khi chúng ta bán hàng thì đương nhiên chúng ta phải để những cái thông tin trong cái email đó là gì ạ? Đây, đó. Như một bức thư được gửi. Đấy. Nếu bạn muốn giỏi, muốn giàu thì nhất định bạn phải có thói quen kỷ luật. Chào Lê Bảo Quốc. Ví dụ vậy ha. Đây. Chào Quốc. Modoro đó, vâng, ha, ví dụ vậy. Rồi. Chúng ta hãy gửi mail như thể chúng ta đang viết một câu chuyện, chứ đừng có chèn hình ảnh đồ quá nhiều bán hàng, lâu lâu thôi. Theo tỷ lệ 4321, lâu lâu chúng ta mới gửi cái bài bán hàng đó. Còn không thì chúng ta đừng có gửi như vậy, khách hàng sẽ cảm giác là không thích. Đó, ví dụ như đây. Đây là một cái email của thầy ngày thầy Quang Ngọc. Đó. Đó, gửi email và kèm thêm thông tin cá nhân đó. Thầy là founder, là nhà điều hành của, là người gọi là sáng lập ra cái Thiên Minh Book là công ty này nè. Thì tương tự chúng ta gửi cá nhân nhưng mà chúng ta để thông tin của mình vô đây. Rồi, và nếu mà xịn sò hơn nữa thì luôn luôn có một phần quà dưới đây nè, hoặc là kêu gọi hành động. Hãy tham gia vào nhóm của chúng tôi, hoặc là gì, hãy lên website của chúng tôi để nhận thêm những chương trình hấp dẫn hơn.